anh đã nghĩ ra một cách để lừa con đà điểu này rồi. Nhưng mà các em sẽ hỗ trợ anh nhé. Tại làm sao anh vào được trong chuồng của con đà điểu đây này. Nó tưởng là chân đà điểu này. Mỏ đà điểu đây. Đúng rồi. Còn cái gì nữa nhỉ? À, còn tiếng kêu của con đà điểu. Các em sẽ giúp anh hô những tiếng kêu là kíp 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 kíp. Hô thật to lên nhá. Nào, 2, 3. Ôi dồi ôi, nó hô quạc quạc. Hô to nữa lên nào, 2, 3. Nó lắc đầu, nó bảo không phải. Hô to nữa lên nào, 2, 3. Đà điểu đấy, đà điểu đấy. Mày bị lừa rồi, không phải tao hô đâu. Các bạn hô đấy. Ôi dồi ôi, tại vì kíp 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 bạn này tự nhiên nô là quạc quạc. Nó bảo nó không phải, đấy nó bảo vịt bầu. Bây giờ hô to nữa hộ anh để anh lừa con này để mang kẹo ra cho nhá. Nào, 2, 3.